Kết quả Manchester United 2-1 Barca, tổng tỷ số 4-3 ngược dòng mãn nhãn, quỷ đỏ loại Barca vào vòng 1/8 Europa League. Một màn ngược dòng mãn nhãn đã được tạo ra ở trận Manchester United vs Barca. Quỷ đỏ bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ ở hiệp 2 để giành chiến thắng 2-1 và chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Europa League. Bàn thắng mang United vs Barca. Manchester United, Fred, 47, Anthony, 73. Barca, Lewandowski, 18, Pen. Được thi đấu trên sân nhà, Manchester United dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 3, Bruno Fernandes thoát xuống đối mặt với Ter Stegen nhưng lại không thể thắng được thủ môn của Barca. Trong lúc thế trận đang khởi sắc cho Manchester United thì chính đội trưởng Bruno Fernandes lại trở thành tội đồ. Phút 16, anh kéo ngã Alejandro Bander trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Lewandowski lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác. Thủ thành David De Gea dù đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu cho Manchester United thoát khỏi bàn thua. Những phút sau đó, Manchester United dồn lên tấn công điên cuồng nhưng lại thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết. Sự nôn nóng khiến họ liên tục thực hiện những đường chuyền lỗi ở các tình huống cuối. Thậm chí, quỷ đỏ còn suýt phải nhận thêm bàn thua nếu các cầu thủ Barca chuẩn xác hơn sau tình huống chuyền bóng lỗi của thủ thành De Gea ở phút 44. 1-0 nghiêng về Barca là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Erik ten Hag đã liên tục có những sự thay đổi người và chính điều này đã giúp cho đội chủ chiếm lại được thế trận. Phút 47, sau khi cướp được bóng từ cầu thủ Barca, Bruno thực hiện đường chuyền nhanh cho Fred. Tiền vệ người Brazil thực hiện cú đá nhanh bằng chân phải để gỡ hòa 1-1. Có được bàn gỡ, Manchester United càng chơi càng hay trong khi Barca có phần lúng cuống và liên tục chuyển hỏng. Và rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 73, từ nỗ lực bên cánh trái của Shaw và Bruno, bóng đến chân của Fred. Dù tiền vệ này dứt điểm không thành nhưng cú đá bội của Anthony đã đưa bóng vào góc xa khiến Ter Stegen bó tay. Đánh bại Barca với tỷ số 2-1 ở lượt về, Manchester United chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Europa League với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận. Đội hình thi đấu mang United vs Barca. Manchester United, De Gea, Wan-Bissaka, Dalot 67, Varane, Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Fred, Sancho, Garnacho 67, Bruno Fernandes, Rashford, McTominay 88, Westgaard, Anthony 46, Barca, Ter Stegen, Cauder, Araujo, Alonso 82, Christensen, Bander, De Jong, Busquets, Kessié, Rafinha, Ansu Fati 75, Sergi Roberto, Ferran Torres 70, Lewandowski. Kết quả vòng Playoff Europa League 2022-23. Manchester United 2-1 Barca, tổng tỷ số 4-3. Midtjylland 0-4 Sporting, tổng tỷ số 1-5. Monaco 2-3 Leverkusen, tổng tỷ số 5-5, Ten 3-5. Nanter 0-3 Juventus, tổng tỷ số 1-4. PSV 2-0 Sevilla, tổng tỷ số 2-3. Roma 2-0 Sabres, tổng tỷ số 2-1. Union Berlin 3-1 Ajax, tổng tỷ số 3-1. Zenit 2-1 Shakhtar Donetsk, tổng tỷ số 3-3, Ten 4-5.